bây giờ thì lúc mà em bị vùng đưa lên biên giới ấy, là có một thằng khác nó bắt em đi. Xong là trong lúc mà chạy thì em ngã, xong là bụng em đập vào gốc cây, đùi bia nó không còn nữa rồi. Sao em lại như vậy? Đấy là sự thật anh, không rồi em, đùi bia nó mất rồi. Cái gì? Anh bảo gì? Đùi bia mất rồi. Tại vì mất được. Tại đấy là không thấy đâu. Hoài ơi! Em ơi! Hoài! Em đã bảo chị rồi, đừng nói lại gần. Thì bây giờ... Hoài ơi! Biết sốc như này! Hoài! Em sao mày tỉnh lại đi! Hoài ơi! Hoài! Em là dặn chị này, anh Mỹ ổi với bà Nga, cả mẹ em nữa, cả mày nữa, mà không được nói chuyện được nhà cho Hoài biết, nhớ chưa? Ông Hoài sốc, Hoài sốc cũng bị, xảy ra vấn đề gì là mày không chẳng tao đâu. Lúc bây giờ em cứ bảo giấu như thế này, lúc mà nó thấy em thì sao? Nhưng mà em nghĩ là Hoài bắt đầu nghi ngờ rồi. Vì lúc em đưa lên trên nhà là bắt đầu là bảo là con không thấy đạt nữa, vì ta thấy bụng nó nhẹ nhẹ. Đấy, khác thay đổi nhiều mà, hiểu không? Sau vậy, bây giờ sau là đang cần... ăn uống thèm của kia. Sau là đòi em đưa lên bệnh viện nhưng mà em chưa cho lên. Không thì em cứ nói thật ra thì bây giờ anh nói vậy, em mà đứa nó không còn nữa. Em không nói được như vậy, không bảo là như vậy khó em nhận. Tuy nhiên bảo ngoài là em mất đứa bé rồi, đứa em không còn nữa. Đáng nhẽ lại nói như vậy à? Tôi giải thích cho nó là cái lúc mà đi cứu em đấy thì là em không nói được đâu, chẳng nhẽ em không nói được đâu. Đùi bia nó em Hoài sốc lắm, em không nói được đâu. Anh Hoài, Hoa, hai người đang nói chuyện gì vậy? Anh với chị Hoa nói gì đâu? Anh đang xử lý thằng Hùng, em vào trong nhà đi, đi vào trong nhà đi. Không, anh đang xử lý thằng Hùng. Anh nói cái gì mà anh đang xử lý thằng Hùng? Gì, bảo sao? Đứa bia không làm sao cả, em làm không, sao vậy? Làm sao cái gì? Bây giờ hai người nói rõ cho em biết đi. Em không làm sao, sao vậy? Em không cái gì đi, chị Hoa đưa Hoài giải tỏa như này. Anh đang xử lý thằng Hùng. Anh đang xử lý thằng Hùng. Anh không xử lý, mày em nghe rõ anh là mọi người nói mày cái gì không... mà đưa bé cái gì mà. Ý là anh bảo thằng Hùng không được mua đưa bé nữa. Không phải anh như vậy, anh bảo cái gì đưa bé mất cái gì cơ mà. Nói rõ thì em biết không, đi. Không mất, em vào trong nhà đi, đi vào trong nhà đi. Anh nói đi. Mà sao em thấy người em khác xong rồi em bảo là cho em đi khám như nào, anh cứ bảo không cho em đi mà. Anh cứ nói không. Bây giờ đã như thế này rồi. Em nghe thấy hết rồi, không giấu được em gì đâu. Em nghe thấy rồi thì anh nói thật với em. Bây giờ thì lúc mà em bị vùng đưa lên biên giới ấy, là có một thằng khác nó bắt em đi. Xong là trong lúc mà chạy thì em ngã, xong là bụng em đập vào gốc cây, đùi bia nó không còn nữa rồi. Sao em lại như vậy? Đấy là sự thật anh, không giấu em, đùi bia nó mất rồi. Cái gì? Anh bảo gì? Đùi bia mất rồi. Tại vì mất được. Tại đấy là không thấy đâu. Hoài ơi! Trời ơi, nó bảo chị rồi, đừng nói lại gần. Thì bây giờ... Hoài ơi! Biết sốc như này. Hoài! Em sao mày tỉnh lại đi. Hoài ơi! Hoài! Em tỉnh lại đi Hoài ơi! Hoài! Chị ấy để em lấy cốc nước nào. Có sao không? Hoài ơi em tỉnh lại đi Hoài ơi! Nào uống nước nào Hoài! Sao nó uống được đâu, mất đồ uống. Vậy giờ sao chị? Sao tỉnh lại khách cho lên viện? Hoài ơi! Hoài! Hoài ơi! Có rồi không? Em tìm dầu. Hoài! Hoài ơi! Em tìm dầu nào.
Hoài, tỉnh lại đi em ơi, tỉnh lại đi. Hoài, tìm dầu. Dầu gì? Dầu gì? Dầu gió á? Ừ, em tìm đi để có ôi nè. Đây rượu chị ơi. Ngoài, em sao vậy? Rượu có biết gì không chị Diệu Hoa? Ngoài, em bảo sốc nên chị nói đến chuyện đấy làm gì Hoài ơi. Em ơi, em ơi tỉnh lại đi em ơi. Hoài ơi, em tỉnh lại đi. Hoài ơi, em ơi, em. Tỉnh, em ơi, dậy, tỉnh dậy nào. Em ơi, Ngoài. Em để em cho nó dậy. Dậy đi. Em sao vậy? Hoài. Hoài ơi. Hoài. Em. Em ơi. Em đặt cho nó nằm. Nằm em thôi. Sao vậy? Em ơi. Sao vậy? Sao vậy? Không sao. Không sao, không sao. Không sao cả. Không biết đâu. Em ơi, bình tĩnh đi em. Không sao, không sao. Bình tĩnh lại. Chuyện gì nó cũng xảy ra rồi. Đúng không? Và em đau buồn thì nó không giải quyết vấn đề gì cả. Để em như này không thấy được. Không ai muốn cả. Không ai muốn cả, anh cũng không muốn.
em sốc nên là anh không phải anh giấu em, anh định một thời gian nữa anh sẽ nói, không phải thời điểm thích hợp, anh biết người em còn rất yếu.